Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng mình sẽ chế tạo cho các bạn một cái vũ khí cực kỳ đặc biệt, được chế tạo từ rất nhiều vũ khí trong Minecraft. Hy vọng các bạn sẽ xem đến cuối video để biết được cái vũ khí này có thể làm được những gì. Hiện tại chúng ta đã đạt được 900.000 người đăng ký rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nên nếu các bạn nào thích những video của mình và là fan của Sinh Tố, hãy ấn cho mình vào cái nút đăng ký vì nó hoàn toàn miễn phí. Và YouTube thỉnh thoảng vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký, nên nếu các bạn nào đã đăng ký rồi thì vẫn có thể kéo xuống dưới kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký chưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, mình đang ở trên một hòn đảo. Lần đầu tiên mình phải xuất hiện. Chúng ta có một cái chỗ hả? Được ta, chỗ cái cổng bị hư này để coi nó cái gì nè. Đánh bật lùi. Ok, bảo vệ khu vực bắn ra. Được, chấm hỏng được. Ui, hai giáp này xịn. Chúng ta có cái kiếm vàng nữa nè. Coi cũng được vậy. Đây, chúng ta sẽ lấy gỗ nè. Và hôm nay chúng ta sẽ chế tạo ra một cái vũ khí siêu mạnh trong đây. Nó không phải là đồ siêu mạnh nữa mà các bạn phải chế ra một cái vũ khí cực kỳ mạnh. Ok, để coi nào, ở đây có gì không ta? Ở ngoài biển thế này thì chúng ta sẽ dễ dàng có cái shipwreck thôi nhờ. Tại vì mình rất là muốn để lấy shipwreck đấy. À, mình có add thêm vào trong video ngày hôm nay đó, các bạn có thể chế tạo ra cái trident một cách dễ dàng hơn. Bởi vì để các bạn lấy được cái trident hay còn gọi là cái cadin bar sẽ rất là khó, nên mình đã cộng thêm vào một cái database này để cho các bạn có thể chơi dễ hơn. Link tải database sẽ nằm ở phần mô tả để các bạn có thể tải nó về. Ok. Ở đây không có cái shipwreck nào luôn hả? Chúng ta phải đi chỗ khác thôi mọi người. Chúng ta không thể nào ở đây được. Cầm thuyền và đi chỗ khác thôi. Hello, rùa với mình đi lưu lưu. Để coi. Wow. Nhiều zombie quá. Chúng ta có thể thấy được khá zombie ở dưới nha mọi người. Đi chỗ khác rồi. Và chúng ta sẽ cần tới hai cục netherite nữa mọi người ạ. Nhưng mà vẫn như cũ, netherite các bạn chỉ cần nung lên là các bạn sẽ ra được một netherite ingot rồi, nên là cũng không sao. Đây rồi. Phát hiện một cái shipwreck ở ngay cái đảo của mình nha. Nãy giờ cái chỗ này hơi xa mình không thấy. Ok, xuống thôi nào mọi người. Để coi shipwreck sẽ cho mình cái gì đây. Rương ở đây nè. Ok, sắt. Được. Emerald và hạt sắt. Ui, con này đi ra nha. Đi ra. Sắp hết rồi. Đi lên. Cái chỗ này hơi sâu. Hơi mệt á. Vậy chúng ta lên được một cái núi luôn này. Nhưng mà con này biến ra ngoài ra. Ở trong đây còn cái rương nào nữa không ta? Đây còn cái rương nè. Vẫn ổn. Đồ than, bánh mì. Lên. Ok, để lên đây được rồi. Mình không nhớ là mình trong đó còn cái gì hay không, nhưng mà chúng ta như thế này là được rồi mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ chạy ở đâu đây. Đây rồi. Mình thích cái vùng này hơn, chứ mình không muốn lên núi cho lắm. Lên núi hơi chật vật, không có đồ. Nó còn cá đây nữa nè. Quá trưởng. Được rồi. Chúng ta có sắt rồi, hôm nay chế được trident nha mọi người. Chúng ta thấy được cadin ba nha. Trong rương này. Wow! Nhiều sắt hơn, nhiều ngọc lưu ly hơn và nhiều hạt sắt hơn. Ngon. Ok, tạm thời thì cứ thế này đi mọi người. Mình đã có được 25 khối sắt khá là nhanh. Được, mình sẽ giờ đây coi. Hợp lý rồi. Bây giờ mình chế tạo ra cadin ba nha mọi người. Cadin ba thì các bạn chế tạo ra rất là dễ thôi, nhưng mà trước tiên thì mình phải đào đá cái đã. Trời ơi, nãy giờ mình không có đập đá. Làm đầy đủ dụng cụ bằng đá luôn. Pum xong. Ok, chúng ta hãy bỏ ra cái kiếm đi. Rồi, còn một ít gỗ nữa. Mình cần làm khoảng bao nhiêu cây đinh ba nhỉ? Nếu mình nhớ không lầm là mình cần làm 2 cây đinh ba. Ok, và công thức của chúng ta đó chính là 1 cây đinh ba, 1 cây crossbow và 1 cây nỏ, 1 cây cung bình thường và 1 cây rìu netherite, 1 cây kiếm netherite. Ok, theo như cái công thức này thì mình nghĩ là mình cần phải xuống địa ngục khá là nhanh đấy. Chúng ta sẽ cần cái chỗ để lấy đồ ăn và xuống địa ngục lẻ thôi mọi người ạ. Cây đinh ba thì các bạn chế rất là dễ. Các bạn hãy tạo ra cho mình khoảng 3 cây kiếm. 1, 2, 3. Cái đinh ba sẽ tạo như thế này. Chúng ta sẽ để cái kiếm sắt như thế này. Chúng ta sẽ được đinh ba. Ok, thì đinh ba có rồi. Chúng ta đã có được một món trong 5 món. Tiếp theo là cần lấy đồ ăn và xuống địa ngục. Mình có thể đổi cái này ra sắt này, làm thêm cho mình một cái cúp nữa thì sẽ ngon hơn. Ok, sau khi băng qua được một núi thì trời tối và khá may mắn là chúng ta đã tới được đồng bằng. Ok, chúng ta sẽ có thịt. Nhâm. Một cái rãnh ở đây khá là tốt để chúng ta có thể đi xuống dưới đó làm cái xô. Ok, thêm con gà nữa. Ok, hay làm một cái lò nướng đồ ăn đi nè. Quầy lâu lắm rồi các bạn mới thấy mình phải làm những cái như thế này đấy, lò nướng đồ ăn rồi các thứ, bởi vì trước giờ mình toàn tìm được thấy lan không à. Trời tối như thế này chúng ta có thể đánh nhện nha mọi người, đánh nhện để ra được tơ nhện. Chúng ta sẽ làm cái nỏ và cái cung. Sau khi mình nung hết đống thịt này, mình sẽ lên để mình lấy được cung tên và nỏ. Xong rồi, lên thôi. Hello, chỉ thêm một con cừu nữa. Rồi, đủ giường. Cho mình xin con nhện nào đây nào. Mình thấy con nhện rồi. Ok, nhện nè, hai con luôn, ngon. Mình có thể làm được cái cung, mày hả bưởi. Hoặc là có thể lấy cung từ đống con skeleton này. Cho mình con cung đi nào.
u mình đã có được cây cung ngon, thế mình chỉ cần làm cái nỏ thôi. Hình qua đánh với đống này tụi nó ra được rồi, mình sẽ làm cái giường đã xong rồi, đi ngủ sáng ngày mai dậy là mọi thứ lại tuyệt vời thôi. Xong để mình nhớ coi cách làm cái nỏ là như thế này. Các bạn cần cái móc dây, u đã làm được luôn này. Xong cây nỏ cần sắt, sợi chỉ và que. Bùm, giúp đã có nỏ, đã có cung, đã có đinh ba. Thứ còn lại bây giờ mà em lại cần thiết đó chỉ còn là netherite và kim cương. Ok được, mình thấy đi tìm được. Nhưng mà mình biết chắc một điều đó chính là ở trong khu rừng thì thường sẽ không có lava, nên chúng ta sẽ có thể làm được cái hồ lava bằng cách đi xuống dưới hang thôi mọi người, vừa để đào kim cương mà để vừa có thể làm được cái cổng xuống địa ngục. Ồ, và đã hư luôn cái rìu. Hãy cùng làm một cái rìu mới nào. Tuyệt vời. Ở đây có cái hang không ta? Chỉ còn xuống hang là được. Mình nghe có tiếng zombie ở đây. Và đây cũng là một cái hang. Sâu đó, sâu đó. Nhảy xuống nào. Ok. Lava chạy xuống, chạy xuống. Được. Cái điều này xuống thôi mọi người. Vừa an toàn vừa hợp lý nữa. Theo mình thấy là lava chạy xuống khá là sâu. Có thể lấy thêm vàng. Mình cũng không chắc là mình lấy vàng làm gì, nhưng mà thôi cứ lấy thêm. Đây vẫn còn đường. Hay quá. Cung với cung. Cung xịn hơn. Oh no. Đây là đường cục rồi. Hay. Chưa hẳn là cục. Chết rồi, mình làm cái này làm sao làm cái cổng được ta? Ồ, đây là tầng 11 rồi. Mình tưởng mình chưa vô địa phận tầng 11. Nhưng mà đào cái này thì có vẻ sẽ ra một cái đường mới nè. Dấu hiệu tốt, dấu hiệu tốt. Ok, đào qua coi. Có redstone. Ngon. Let's go. Kim cương. Hay quá. Ở nơi cuối con đường. 8 ven. Yes, 8k. Ngon. Mặc dù không có hồ lava nữa, chúng ta có 8 con kim cương. Đầy đủ rồi đó. Chúng ta hãy chế tạo ra một cái rìu kim cương và một cái kiếm kim cương. Đặc biệt chúng ta có thể làm được cái cây cúp kim cương đó mọi người. Vừa đủ luôn mọi người ơi. Ta-da. Ngon. Mình giữ lại hai cái này là được. Chỉ cần có netherite hoặc là cái gì đó netherite là được, là mình có thể làm được rồi. Mình có thể chế tạo cái vũ khí bá đạo rồi. Mà không biết cái vũ khí này sẽ như thế nào nhỉ. Rất là đáng mong chờ. Chúng ta có một cái hang mới nè. Khá là rộng. Bùm, hay quá. Mình chỉ muốn lấy xin thêm mũi tên thôi. Ây da. Ui, bình tĩnh nào. Bùm, đây. Ui, hơi bị nhiều quá giật nha. Chỗ này khá là to, nhưng mà thôi, đun đầy đủ đồ cái đã. Sao ông, chúng ta đã có được khoảng 30 mấy miếng thịt vừa đủ để đi rồi. Ở đây còn đường không ta? Chúng ta cần cái hồ lava coi. Biết vậy là mình không có làm cái hồ lava kia bị mất đâu. Lapis ở đây. Xin miếng. Mình thấy có lava này. Được. Chỗ này vừa đủ. Ok. Đây. Cái này lại. Chặn lên thế này. Boom. Mình nghĩ là được rồi. Ở đây. Hồ lava này đủ không ta? Chết rồi. Ui, không đủ thật. Oh no. Hai cái hắc diện thạch đầu video mình có. Ok, trời ơi, xong cái cổng luôn. Hợp lý chưa? Bật lửa, boom. Ê khoan, sợ chết, để cái dưỡng đây cái đã. Sau khi để cái dưỡng đây rồi thì đã được đi được. Ôi, nguyên cái hồ lava lớn này các bạn ơi. Kim cương không? Ok, chúng ta đã biết được ở đây có cái hồ lớn rồi. Nhưng thôi, mình lỡ làm cái hồ nhỏ trong đây rồi. Vừa đủ luôn mọi người, đi vô thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ ở một cái spot rất là đẹp. Hello, chỗ này không đẹp lắm. Thật sự là không đẹp, cũng đẹp. Chúng ta có The Fortress ở đây. Và bên đây có thể là dễ sẽ có được passion này. Nhưng mà có thể vào The Fortress trước cũng được. Cái đồ Fortress này sẽ có vẻ xịn nha. Theo như mình nghĩ, chúng ta phải có cái đường thẳng đi đâm bo đó thôi. Ở đây. Ui, mém chết. Chỗ này có vẻ hơi đa một xíu. Cố lên Gidot ơi. Ôi, passion. Mình thấy luôn rồi. Hợp lý thế. Rồi, chịu rồi. Mình không có đủ block. Mình sẽ lấy block này đây. Cái này là netherrack. Ok, đi thôi. Ok, thấy đủ để đi xuống đây mà không sao rồi nè. Mình sẽ làm được thôi. Ok, giờ có con này tới thì nó cũng sẽ không đón được mình đúng không? Mày hả bưởi? Đẹp, chặn đây lại. Ok, đằng kia là chỗ cái spawn. Và để vào trong đó thì mình cần phải có một cái khiên cái đã. Mấy con play bắn cũng mệt lắm. Ok, vào nè. Chỗ này có vẻ khá là biệt lập. Ok, nice. Mình nói một cái rồi. Hai cái, ngon. Đặt qua thế này. Ok, 3 cái. Let's go. Ôi, 8 cái rồi. Ngon. Con này là con cuối cùng. Mẹ bưởi. Xong. Ui, 10 cái luôn à. Tuyệt vời thế nha. Ui, mình thấy cái cổng bên trên kia kìa. Passion đây đúng không? Anh bệnh thôi. Ok, ở đây là một đường bắt qua đẹp mà. Vô được rồi. Mình có đồ vàng nữa, mình cũng không sợ tụi nó lắm. Đi lên coi. Hello. Quan trọng là có mấy con mặc áo đen. Ui, hay quá. Hello, đây nè. Hợp lý rồi. Mình cứ, mày đi ra. Đi đâu đây? Ow. Wow, con này sao ra ngoài được vậy? Ui, bình tĩnh. Mình sẽ giết con này trước. Mày bắn tao. Con kia đâu rồi? Ê, sao luôn. Ok.
chết này con. Vậy đó con áo đen đó thôi mọi người. Làm lại cái rìu mới nào, cái rìu này sắp hư rồi. Đang đánh mà hư là ngủm luôn. Ok mình tạm thời giết hết mấy con Piglin này cũng được đó mọi người. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Thật sự là mình quên mất là mình không lấy lava đó chứ. Nếu mà có lava thì sẽ đỡ hơn khá là nhiều. Có mấy con Piglin bắn cung này nó bắn chết luôn con áo đen rồi vậy. Mình có giáp gai nên là khá may mắn mình có thể đỡ được. Ồ con màu đen này chết đi. Chúng ta sẽ có được đồ mũi tên. Ok, bên đây thì đồ ăn cũng được. Gây cháy sửa chữa các thứ này. Chiến ngon này, chiến sửa chữa. À được. Hậu ký để coi trong đây có gì nào. Cà rốt vàng. Oh no. Các bạn biết gì không? Mình chưa có được Action Debris. Và đây là cái hộp cuối cùng. Hai cái. Ok, đủ rồi mọi người. May mắn vậy. God damn. Mình nhớ sẽ có cái đường đi xuống để mình đổi đồ Piglin nữa. Tại vì trong đây thế nào cũng sẽ có một cái đường. Mình sẽ làm cái lò bình thường ở đây chẳng hạn. Ủa chết rồi, mình không có đá. Cũng không sao. Lên trên đây mà đây đó. Mẹ bưởi. Tuổi gì? Tuổi gì? Rồi đi xuống dưới coi nào. Ở đây sẽ có đường đúng không? Ok, chuyển đi. Ở đây sẽ có đường. Bình tĩnh. Ui. Chạy. Xin block hay đánh mà không có block rồi hơi mệt. Chạy tụi nó khó lắm mọi người. Hai con này bình thường. Khoan, được đấy. Mình cần hai con này nè cho việc đổi đồ. Ok, vô luôn bạn ơi. Vô luôn. Chặn lại. Thì hai con này đây sẽ đổi đồ cho mình. Còn mình là phải xuống dưới chỗ này. Ha, đây rồi. Đào vàng dưới đây nè. Đâu rồi? Đây. Còn đâu nữa? Ở đây. Nào tiếp nào, xung quanh đây coi nào. 7 khối vàng rồi nè mọi người. Vẫn còn một chỗ cao đó trên đây nữa thì phải. Ui, bình tĩnh. Chỉ đánh một con thôi. Thôi lỡ đánh hai con luôn rồi. Ui, thêm con nữa kìa. Mày hả bưởi. Rìu vàng cho đây. Ở đây còn chỗ không? Hình như là chỉ có một chỗ này thôi. Còn đây nữa. Thêm táo vàng, thêm giáp vàng, thêm mũi tên. Rìu thải thay ma. Nhiều rìu thải thay ma vậy. Ui, thôi vô đổi. Ui, nhiều obsidian thế. Ok, lấy hết cái đống hồi nãy mình có vứt vô luôn. Ok, đổi thêm đi mấy bạn. Mũi tên cái kiểu đầy đủ. Cần mũi tên. Cho mình xin mũi tên đi. Có mắt không ta? Đâu rồi. Cho mình xin mắt nha. Đúng rồi mọi người ạ. Mình sẽ lấy Blackstone. Ok, Blackstone đây, mình cần phải nung. Làm cái lò nung lẹ thôi. Nung luôn à. Đây, nung hai cái này ra. Ui, mình có thể làm được luôn cái khí đó luôn rồi mọi người. Ui, hợp lý. Gỗ ở đây, bàn thợ rèn. Đó, để lên. Trong lúc nó đổi thì mình sẽ làm luôn cái vũ khí đó đi mọi người à. Ủa, một cái. Ui, kinh nghiệm nhiều. Tiếp theo, cái vũ khí chúng ta. Ui, đây phải gọi cái vũ khí siêu cấp luôn mọi người. Chúng ta sẽ để cây đinh ba ở đây. Khoan, trước khi đổi cây đinh ba mình quên mất. Chúng ta phải đổi hai cái này qua Netherite cái đã. Rồi, dễ. Ở đây, rìu ở đây, cây nỏ ở giữa, cây cung ở dưới. Và boom, các bạn có thấy gì chưa? Netherite Epic Gamer Weapon. Oh my god, đây sẽ là một cái vũ khí cực kỳ bá đạo đây. Nó bắn lên ba ra mọi người. Cái này còn có thể đánh được luôn nha mọi người. Nó có 17 sức tấn công và 5 tốc độ tấn công lận. Uầy, để mình tự đánh. Một cái chết luôn. Và boom. Mày. Yes. Wow. Ok, chúng ta chỉ cần end the burn thôi là chúng ta có thể đi được rồi mọi người. Ok, để coi đủ chưa. Cho mình xin mắt các kiểu đi chứ. 16 con mắt. Yeah, ngon. Ok, tại chúng ta đúng chỉ cần có 16 con mắt thôi. Mình không cần mấy cái này nữa. Bước ở đây luôn cũng được. Thôi mình sẽ thử đánh tụi nó chết cái nha. Có còn mắt không nha. Ok. Cái con mắt này chúng ta lấy cho dư một xíu đi. Ui, 4 con mắt ngon. Giáp hả? Mình cần một cái giáp bình thường là được. Ok, tốc độ 3 cũng được. Làm được đủ giáp không ta? Đây, ngon. Ta có thể làm được đủ giáp đấy. Vứt cái này ra, mặc cái này lên. Xong rồi mọi người. Đi về nào. Ender Dragon ơi, mày chết chắc rồi. Mình có thể uống cái lọ này trước chơi cũng được. Biến đây. Ui, hai cái chết luôn. Ui, chết này. Ui, cái game là dễ. Ui, nó làm hư cái quần của mình rồi. Ok, đi về nào. Mình đã thấy cái cổng của mình ở đằng xa đằng kia rồi. Ấy, cùng nhau xài con mắt chứ nhỉ. Từ đi xa thế này thì con mắt sẽ hợp lý hơn á. Ở đây. Trời ơi, đỉnh cao dữ gì. Ok, xong, chúng ta có thể về được rồi. Let's go. Còn con này bị chết đi chứ. Sao con này đánh hai cái mới chết vậy? Ta da. Ok, bấm vô cái giường đây luôn. Mình cứ chắc là mình không sợ chết rồi, nhưng mà thôi cứ bấm để giường đi. Đi lên. Ui, cái hay nhất á là cái này nó đánh nhanh mọi người ạ. À. Có nghĩa là cái này đánh cực kỳ nhanh luôn, mình có thể đánh liên tục này như thế này. Boom. Ui, nó như phiên bản 1.8 á mọi người. Yes. Cái đó là cái mà mình thích nhất. Rồi bây giờ mình sẽ lên mặt đất, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đánh Ender Dragon. Và lên mặt đất. Được. Thay nhà. Chúng ta đang ở cái tòa
độ 1000. Ui khoan, cái tọa độ này cũng được á nha, tại vì chúng ta sẽ rất gần cái cổng, mình nghĩ là vậy. Ok, mình sẽ lấy khoảng 6k play, 6 cái bột bị lửa để vô và ok. Ui ui, nó bị lag xong nó bắn lần ba cục kia. Oh no no, là mất tiêu một cục luôn. Và nếu mà các bạn muốn mình làm cái phiên bản còn xịn hơn cả cái vũ khí mình đang xài nữa, có một cái phiên bản còn đỉnh hơn đó mọi người ạ, à, hãy comment phía dưới và để cho video một like. À nhân tiện mình muốn cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình, đã đạt được 900.000 người đăng ký rồi, và bây giờ chúng ta đang chuẩn bị lên con số 1 triệu người đăng ký. Hãy chuẩn bị cho điều đó đi mọi người ạ, à, cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ mình. Ok, chúng ta chỉ cần đi tiếp thôi nữa là được. Ui sắp lên núi kìa, vẫn phải đi tiếp, khó khăn thế. Wow, giờ mới để ý ấy, các bạn, cây kiếm này chế tạo y chang như cái cách mình chế tạo luôn, có nghĩa là hai cây rìu cây kiếm ở trên, bạn nhìn nó kéo không, trời nhìn nó kéo căng cơ. Ui hợp lý. Ô quay lại thôi, quay lại thôi. Ai da da, chuẩn bị xuống thôi chứ còn gì nữa. Mình nghĩ là ở đây giáp lại dễ rồi. Trên núi hả? Trên núi thì cái con mắt nó sẽ nhảy lên đúng không nhỉ? Ok đây, giáp xuống đây thôi mọi người. Chúng ta có nghe tiếng được một con zombie rồi. À thấy luôn rồi, thấy luôn rồi. Ok. Đây, đây, đây. Có vẻ nó sẽ hơi sâu đấy, nhưng mà để coi đường này có gì cái đã. Bánh mì mình ăn, cà rốt vẫn đủ. Nó rất gần ở cái chỗ hồi nãy chúng ta vừa mới đi. Ôi ngon. Trời mỗi lần cái này đánh liên tục á mọi người, mình có cảm giác như kiểu là quay trở lại thời Minecraft PvP 1.8 ấy. Chất lượng thực sự. Và các bạn nhớ nha, bình luận phía dưới để video này một like. Khoảng 5000 like chúng ta sẽ làm cái vũ khí siêu mạnh tiếp theo, cực kỳ mạnh. Mình nhìn nó bắn còn thấy sợ nữa. Ở đâu đây ta? Chúng ta cần phải tìm cái cổng nhanh nào. Wow, đi hơi lâu trong đây luôn rồi đó. Vứt đê, vứt đê, vứt đê. Ây, yes, let's go. Cổng đây rồi, cổng đây rồi. Đánh mày xuống nha. Đi biến đi, biến đi, biến đi, biến đi. Oh no, mình không có nổi một cái giường luôn. Cần giường làm gì nhỉ? Đúng không? Mình không nghĩ là mình cần giường đâu. Ok, chúng ta có một con mắt trong đây luôn. Trời ơi, lại đẹp, let's go. Không cần giường thì cần gì phải làm cái đường qua đây, chết là chết luôn đúng không? Rồi hello rong. Rồi để mình bắn thử cái này cho đây nha. Oh my god, ui nó chưa tới, bắn cao lên thử coi. Boom, ok bắn lên rồi. Cái đây sao thấp thực sự. Ok này này, rong rồi, rong rồi mày mày. Ok mày 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 mày. Ui chưa được, chưa được, chưa được. Bạn đáp đây là được. Ôi hợp lý đấy. Ok bắn đàng hoàng nè, đi vô luôn. Yep. Hay lắm, hay lắm. Còn trên đây nữa thì phải, còn một chỗ nữa thôi. Ok đã nổ. À hết trụ rồi chứ gì. Rồng ơi đây nè, rồng ơi. Ơi còn cái nữa. Vai trưởng. Yep đã hết. Ôi còn. Hay. Hay quá, hay quá, hay quá. Ui sự trưởng đam vô con rồng nhưng mà nó có bị gì nhỉ? Ôi sao này chạy nhanh vậy? Đứng lại mày bưởi, mày bưởi. Ui bắn vậy chúng ta hơi bị phí mũi tên luôn á mọi người ạ. Nó vẫn cần cái mũi tên. Ấy xuống kìa, xuống kìa. Đây đây đây, thời cơ, thời cơ. Ui còn bây giờ thì ui mày đi ra đi bạn. Ghét mấy con này vãi. Sao mình đánh nó cứ. Ok rồng xuống nè. Rồi đừng dí nó coi. Sợ quá. Lần này sẽ là lần cuối mày chơi với mình luôn. Mày sẽ là lần cuối luôn. Chắc chắn. Ui băng băng băng. Ui da da. Ui da. Ui da. Ui da. Ui da. Ui da. Let's go. Yeah yeah yeah. Với cái kiếm Netherite Epic Gamer Weapon này là mình đã thắng được rồi mọi người. Ok, và đó là video của ngày hôm nay. Hy vọng các bạn thích video lần này. Nếu bạn thích video này đừng quên để cho video này một like. Để mình biết rằng các bạn muốn mình làm cái vũ khí cực kỳ siêu bá đạo tiếp theo nữa. Để video này một like thôi. Còn mọi người rất là nhiều video đó. Chúng ta đã đạt 900.000 người đăng ký rồi. Hãy cố gắng giúp mình chia sẻ video này để chúng ta sẽ được 1 triệu người đăng ký sớm nhất có thể. Còn mọi người rất là nhiều. Và đừng quên trong tuần này là có thể mình sẽ ra Minecraft 100 ngày nha mọi người. Bye bye.